Xin chào các bạn, những cái bức hình mà các bạn đang nhìn thấy được chụp từ Xiaomi 14 Ultra. Ảo chưa? Sản phẩm vừa ra mắt nhưng mà chúng ta đã có một loạt hình chụp rồi, cực kỳ ấn tượng luôn. Bạn nào muốn đọc kỹ hơn về cái bài này thì có thể truy cập vào đường link bên dưới cái video ở tại website vatvastudio.vn. Đấy, thì các bạn có thể thấy rằng là cái hình của con Xiaomi 14 Ultra nó rất giống hình của một cái máy ảnh chụp. Mình thì không phải là một người làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp, nhưng mà cá nhân mình ở dưới góc độ là một người kiểu bình thường thôi, mình nhìn vào những bức hình này thì mình không nghĩ đây là một bức hình được chụp ra từ điện thoại. Ví dụ nhá, với cái bức hình đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là ở các cái vùng tối của nó thì nó không cố gắng là đẩy sáng lên như là những cái điện thoại bình thường khác đó, mà nó giữ nguyên cái sắc độ tối như vậy, và cái màu ảnh này thì đậm chất Leica luôn. Với cái kinh nghiệm của mình khi mà đã trên tay những cái thiết bị Xiaomi từ trước đó, flagship mà có dùng camera Leica thì thường là những khu vực tối thì nó sẽ đen kịt luôn. Thế nhưng mà với con Xiaomi 14 Ultra này thì kể cả khi các bạn zoom vào những cái phần tối nhất nhá, chúng ta vẫn nhìn thấy rõ những cái chi tiết, ảo chưa? Hay kể cả là cái bức ảnh ngay bên dưới chụp pháo hoa đi. Nói chung là cái khả năng xử lý của con Xiaomi 14 Ultra này nó quá là ấn tượng. Thì không biết là đến lúc mà mình cầm thực tế mình dùng nó như thế nào, thì các bạn cảm thấy những bức hình như này nó ra làm sao thì hãy cho mình biết bằng cách là comment phía bên dưới nhé. Và chắc chắn với các bạn một điều là khi mà có Xiaomi 14 Ultra tại Việt Nam thì Vật Vờ Studio cũng như là các kênh trong hệ thống của bọn mình, Khôi Ngọng, Rương Công Nghệ hay là Vinh Sô, đều là những kênh mà gửi đến cho các bạn những cái bài đánh giá chi tiết nhất và sớm nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về những cái thứ khác về Xiaomi 14 Ultra, và đây là những cái thứ gì mà các bạn cần biết này. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên là hãy để lại một lượt thích, chia sẻ video dành cho những người thân bạn bè và đăng ký kênh Rương Công Nghệ để đón xem những cái video khác nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, it's show time. Rồi, để nói kỹ hơn về cái camera ở trên Xiaomi 14 Ultra ấy, thì cái cụm camera này là thứ mà Xiaomi họ nói rất là nhiều trong sự kiện ra mắt, đúng không? Theo như mình có đọc và xem cái sự kiện vừa rồi, nó khá là kỹ rồi ấy, thì mình tổng hợp cho các bạn vào thông tin như này. Bạn nào muốn đọc kỹ hơn thì có thể vào website vatvastudio.vn nha. Đầu tiên là về cái cảm biến ở trên con Xiaomi 14 Ultra này. Thứ nhất ý, đó là nó có thể thu sáng nhiều hơn, lên đến là 136% so với thế hệ tiền nhiệm nhờ vào cái ống kính quang học Summilux hoàn toàn mới. Theo như xác nhận của Xiaomi ý, thì họ sử dụng cảm biến Sony Lithia 900. Mình không biết mình có đọc đúng không, mình đọc sai thì anh em góp ý giúp mình nha. Nó có kích thước là 1 inch, tức là tương tự với cái cảm biến Sony IMX989. Thì tức là năm nay với Xiaomi 14 Ultra thì nó vẫn sử dụng cái cảm biến là 1 inch như những cái thế hệ trước. Xiaomi vẫn chưa thể từ bỏ cái này. Đó, còn với những con bình thường khác như kiểu là Xiaomi 14 hay là 14 Pro thì chúng ta sẽ không còn cảm biến 1 inch nữa, đúng chưa? Thêm vào đó thì cảm biến ảnh mới sẽ sở hữu khẩu độ thay đổi vô cấp, cho phép thu được nhiều ánh sáng hơn. 136% ở khẩu độ là f1.63, và các cái tiêu cự khác thì cũng sẽ được hưởng lợi từ thiết kế quang học được tinh chỉnh bởi Leica. Cái thông số phần cứng, những cái con số thì có vẻ như là Xiaomi đã biết tiết chế đi rồi. Họ không có tạo ra những cái phần cứng kiểu 200 megapixel cái thứ không. Họ làm cái thứ nó rất bình thường thôi. Cái cụm camera của Xiaomi 14 Ultra là một cụm camera bao gồm có 4 ống kính các bạn nhé. Trong cái đó cái cảm biến chính thì là mình đã nói rồi. Và cái độ phân giải của cảm biến này là 50 megapixel. Có thể thay đổi khẩu độ từ f1.63 đến là f4.0. Ngoài ra thì máy cũng hỗ trợ chụp ảnh Ultra RAW và giữ lại đầy đủ dữ liệu hình ảnh dưới dạng là file DNG. Trong khi đó, ba cái camera còn lại bao gồm góc rộng này, telephoto 3.2x và telephoto 5x đều sử dụng cảm biến Sony IMX858 với độ phân giải là 50 megapixel. Tức là mấy cái độ phân giải của mấy cái cảm biến này nó đều như nhau cả các bạn ạ. Và cái khoảng cách lấy nét tối thiểu của hai cái camera zoom nhá, cái này mới hay này. Bởi vì khi mà dùng những cái điện thoại như kiểu là iPhone 15 Pro Max ấy, hay là kể cả là Samsung đi, thì thỉnh thoảng chúng ta gặp tình trạng là lấy nét gần nó hơi bị khó. Cái việc này thì trên những con iPhone bị gặp khá là nhiều. Ở trong cái đời từ iPhone 14 Pro Max cho đến bây giờ iPhone 15 Pro Max thì vẫn bị không. Thì với con Xiaomi 14 Ultra này nhá, camera tele 3x của nó có thể lấy nét ở cái chủ thể khoảng cách là 10 cm, tức là chỉ khoảng bằng này thôi này, nó vẫn có thể lấy nét được bình thường. Còn với camera 5x thì nó có thể lấy nét từ khoảng là 30 cm. Đó, ấn tượng chưa? Tiếp này, cái chiếc điện thoại này thì cũng có khả năng là quay video độ phân giải là 4K 120 khung hình trên giây, ngon lành chưa? Và cùng với đó là 8K 30 frame. Ngoài ra thì hãng cũng giới thiệu Xiaomi AISP. Đây là một cái nền tảng chụp ảnh mô hình AI. Tuy nhiên là cái độ hữu dụng của nó thì chúng ta sẽ cần phải test thực tế thì mình biết được. Thì cái này chỉ mình để thông tin cho các bạn thôi. Và chưa dừng lại đấy nhá, Xiaomi họ tiếp tục cung cấp thêm cho người dùng một cái bộ phụ kiện để anh em có thể biến cái chiếc Xiaomi 14 Ultra này nó giống với một cái máy ảnh hơn, để các bạn có thể chụp hình này, rồi là các bạn có thể thao tác với nó giống với cái máy ảnh. Thì cái kit này nó có tên là Photography Kit.
đó, với giá là 999 nhân dân tệ, bằng bao nhiêu tiền Việt Nam ấy thì các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nha. Cái bộ phụ kiện này sẽ bao gồm vỏ này, tay cầm này, có thể gắn ngoài với pin là 1500 mAh và điều khiển máy ảnh hỗ trợ Bluetooth. Tiếp đến là thiết kế của Xiaomi 14 Ultra. Cá nhân mình thì không có quá nhiều điều để nói về cái thiết kế này bởi vì là nó là một thiết kế tương đối là an toàn. Năm ngoái thì con Xiaomi 13 Ultra cái mặt lưng nó bị lồi quá, thành ra là cảm giác cầm của mình nó không thực sự thoải mái mà nó cũng tương đối là đầm. Năm nay thì con Xiaomi 14 Ultra này thì nó có cái mặt lưng nó đỡ lồi hơn rồi, thì chúng ta cầm khả năng sẽ thoải mái hơn, và cụm camera nó to tròn, nó oạch lên như thế thì cũng không có gì là lạ cả. Nó là xu hướng thiết kế chung của những con flagship Trung Quốc trong vài năm trở lại đây, như kiểu là Find X7 Ultra hay là Vivo X100 Pro ấy, thì cũng có cái kiểu camera y chang như vậy, không khác gì. Và cái hay ở đây là mình thấy là cái phần tiếp giáp giữa camera và mặt lưng nó rất là liền mạch nhá, nó hơi phình phình một tí, nó hơi béo béo một tí đó, chứ nó không bị kiểu vuông thành chắc cạnh như là con Xiaomi 13 Ultra. Có một sự khác biệt nữa liên quan đến cái phần mặt lưng của những chiếc điện thoại này. Theo như mình có tìm hiểu thì phiên bản màu trắng và màu đen nó sẽ là mặt lưng giả da, và chúng ta sẽ có một cái bản đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có chất liệu là viền titanium đó. Còn về khối lượng của những cái chiếc điện thoại Xiaomi 14 Ultra này thì mình thấy là cũng tốt, với 224 gram, thì tức là nó khá là tương đồng với con iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro Max là 221 gram nhé. Chỉ có phiên bản titanium ở trên con Xiaomi 14 Ultra thì nó sẽ có khối lượng là 229 gram thôi, hơi đầm đúng không? Đó. Thì mình thấy là cái này thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta cầm máy tương đối là nhẹ nhàng, dễ chịu, kể khi mà có lắp ốp vào thì nó cũng thế thôi, không vấn đề gì. Tiếp đến này là về màn hình của chiếc điện thoại này, chúng ta vẫn sẽ có những cái thứ tốt nhất ở trên một cái chiếc smartphone ở thời điểm hiện tại, với cái màn hình tấm nền OLED kích thước là 6,73 inch và độ phân giải của nó là 2K+ và độ sáng tối đa của nó là 3000 nit. Xiaomi có trang bị một cái kính cường lực rất đặc biệt ở trên cái chiếc Xiaomi 14 Ultra này, và họ gọi nó là Shield Glass. Và họ cũng nói thêm rằng là nó có khả năng chống chịu va đập cao hơn lên đến là 10 lần. Và cái con chip ở trên chiếc máy này thì tất nhiên không nói các bạn cũng đoán ra, nó là Snapdragon 8 Gen 3. Và cái bộ nhớ tiêu chuẩn của nó nha, bản base, nó đã là 12GB và 256GB ROM rồi. Cái này thì không có gì là quá khủng khiếp cả, bởi vì Samsung thì cũng đã làm như thế. Mình nghĩ là đây cũng sẽ là xu hướng chung của những con flagship thời gian tới thôi. Bộ nhớ cơ bản sẽ là 256 và cái RAM cơ bản sẽ là bắt đầu từ 12 nhé. Về viên pin thì Xiaomi 14 Ultra cũng sẽ có cái sự cải thiện so với những cái flagship khác trong cùng phân khúc, đó là 5300 mAh, nó có tăng được một tí. Và cái phần này là quan trọng này các bạn này, đó là sạc nhanh của chiếc máy này nó chỉ dừng lại ở 90W mà thôi, không phải là 120W hay 240W nữa. Năm nay thì có thể thấy rằng là Xiaomi họ đã từ bỏ đến những con số như kiểu là 120 hay là 240W rồi, thì đây cũng là một tín hiệu mình thấy cũng khá là hay, khi mà từ Samsung cho đến Xiaomi thì đều tập trung vào những cái giá trị nó đích thực, nó thực tế hơn, và họ cắt giảm những cái thứ mà nó không quá là quan trọng ấy. Cá nhân mình thấy rằng là sạc 90W hay là sạc 120W thì nó cũng không phải là cái chênh lệch gì để nó quá là nhiều. Cái con Xiaomi 14 Ultra này thì cũng có khả năng là liên lạc bằng vệ tinh ấy, y như kiểu là iPhone 15 Pro Max hay là Huawei Mate 60 Pro. Tuy nhiên là nó có dùng được ở Việt Nam hay không ấy thì đấy là câu chuyện khác. Cá nhân mình nghĩ là nó không dùng ở Việt Nam đâu, và chắc chắn 1 tỷ% là cái mẫu máy này sẽ không bán chính hãng tại Việt Nam. Thế nên là mình cũng không kỳ vọng tính năng này lắm. Và những cái tiêu chuẩn khác, ví dụ như kiểu là kháng nước IP68 này, thì sẽ có trên chiếc máy này nhá. USB 3.2 Gen 2 và chạy sẵn HyperOS. Đây là những cái thông số rất là ngon của con Xiaomi 14 Ultra này. Ở tất cả các phiên bản của máy thì đều có chip tăng cường tín hiệu T1, giúp kết nối di động, Wi-Fi và Bluetooth. Với những con thoại Xiaomi thì còn có thêm hai con chip nữa mình rất là kỳ vọng. Như năm trước thì các bạn sẽ biết là chúng ta sẽ có chip Search P1, Search G1, cái kiểu như vậy, để chúng ta có thể kiểm soát pin cũng như là sạc nó tốt hơn. Thì mình cũng không thấy là có những cái thông tin đó của Xiaomi 14 Ultra, hoặc là mình đã bỏ qua. Các bạn nào có nghe cái phần này thì có thể comment phía bên dưới cho mình được biết nha. Rồi, cuối cùng update về mức giá này. Chúng ta sẽ có tổng cộng ở đây là 4 phiên bản của Xiaomi 14 Ultra. Bản rẻ nhất của nó 12256, nó sẽ bắt đầu từ 6499 nhân dân tệ, tức là rơi vào khoảng hơn 20 triệu đồng thôi. Về Việt Nam thì giá chắc chắn là sẽ bị chênh lên một tí. Đó. Còn cái phiên bản đắt nhất của nó là bản Titanium với 16GB và 1TB bộ nhớ trong, giá là 8799 nhân dân tệ, rơi vào khoảng là hơn 30 triệu đồng. Cái bản này mà về Việt Nam mình nghĩ là mấy cái cây đầu tiên ý, chắc là nó phải đội giá lên hơn 40 triệu. Ok, cơ bản thì đó là những gì mà các bạn cần phải biết về Xiaomi 14 Ultra vừa ra mắt cách đây có vài tiếng thôi. Công nhận là cái camera năm nay của Xiaomi nó quá là ấn tượng đi. Những cái bức hình các bạn vừa xem thì chúng ta phần nào mường tượng được là cái chất ảnh của nó như nào rồi đúng không? Cá nhân mình thấy thì là nó đã thân thiện hơn rất nhiều với người dùng rồi. Như năm trước ý, thì cái màu ảnh của Xiaomi nó bị đậm quá, nên là với một vài trường hợp ví dụ như là chụp màu đỏ này hay là màu da cam, chụp mặt người các thứ ý, nó cứ bị kiểu gắt lên ấy, trông khá là kinh.
Còn với những cái bức hình mà chúng ta vừa chụp, ít nhất là mình đã thấy là cái chất ảnh của nó vẫn có cái tính Leica ở trong đấy nhé, nhưng mà nó đã nhẹ nhàng hơn rất là nhiều và nó thân thiện hơn với người dùng đấy, mình cảm thấy như vậy. Còn cụ thể như nào chắc chắn là khi nào đợi có máy về, mình sẽ thực hiện 7749 cái bài test ở trên cả kênh Vật Vờ Studio lẫn kênh Rương Công Nghệ. Vì thế nên là các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách để lại một lượt thích, chia sẻ video và đăng ký kênh Rương Công Nghệ và kênh Vật Vờ Studio để biết thêm những thông tin mới nhất nha. Còn cái thông tin mà các bạn quan tâm hơn về Xiaomi 14 Ultra ấy, thì mình cũng sẽ để cái đường link bên dưới dẫn đến website của vatvastudio.vn. Bọn mình cũng đã cập nhật bài viết trên đó rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi tận giờ phút này. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong một video gần nhất với Xiaomi 14 Ultra. Bye bye.